Hello, xin chào anh em, lại là mình Hoàng Sơn của Máy Ảnh Cũ Hà Nội đây. Nếu như anh em đang cần tìm một cái dòng máy mà giúp cho anh em có thể chụp được những bức chân dung thật là đẹp này, thật là ấn tượng này, có những cái bức hình chân dung đẹp nhất để dành tặng cho những người thân yêu nhất, những người yêu, những người mẹ, những người thân trong gia đình, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một combo vừa có giá thành rất phải chăng mà cực kỳ cao cấp và chuyên nghiệp. Đây chính là Canon 6D kèm với ống 50mm f1.8 STM. Combo này có điều đặc biệt thì hôm nay mình sẽ cùng anh em tìm hiểu nha. Đầu tiên thì Canon 6D là một chiếc máy full frame cực kỳ phổ biến. Đây là một cái dòng máy mà đã có rất nhiều người sử dụng để phục vụ mục đích vừa để chụp chơi, vừa để làm nghề bán chuyên hay thậm chí là chuyên nghiệp rất là nhiều rồi. Cái dòng máy Canon 6D này thì có đặc điểm là mang một cái cảm biến full frame cho một cái màu ảnh cực kỳ ấn tượng. Nếu anh em nào mà chụp chân dung thì sẽ còn cảm giác là cái màu của chiếc 6D này sinh ra để chụp chân dung. Nó nôm na là cái màu ảnh của chiếc 6D này nó là một cái màu thiên về tông trắng ám hồng, nên là nó rất định da của người mẫu, chụp phát lên cái màu của da người mẫu nhìn rất là mịn màng. Nên anh em khi mà chụp chân dung bằng cái chiếc 6D này sẽ ra một cái kiểu nhìn cực kỳ ưng mắt. Tiếp theo là kèm với một cái ống kính 50mm f1.8 STM. Đây là một cái ống kính, cũng là một chiếc ống đã được rất nhiều anh em sử dụng cho việc chụp chân dung. Cụ thể thì với cái tiêu cự 50 này làm cái tiêu cự vàng này, cùng với một cái khẩu độ rất là lớn f1.8 cho khả năng xóa phông cực kỳ ấn tượng. Khi kết hợp với nhau thì đây là một cái combo nó đem một cái uy lực chụp chân dung cực kỳ tốt luôn. Với những anh em nào mà thí dụ là mình muốn có một cái bộ máy có thể mang vác được đi trong chuyến du lịch này, nhưng mà vẫn cho được một cái chất lượng ảnh cực kỳ tốt này, cực kỳ xuất sắc này, thì Canon 6D kèm 50 1.8 STM là một combo anh em không thể bỏ qua. Tuy nhiên thì có một số điểm anh em cần phải lưu ý. Đó là nếu như anh em mà muốn sử dụng cái live view của chiếc Canon 6D này, đó là cái màn hình này thì cái khả năng lấy nét nó có thể nói là nó hơi đời cũ một tí. Dùng cái live view này thì nhiều khi mình lấy nét là hơi loay hoay, nên là nếu để mà tối ưu nhất thì anh em dùng cái ống ngắm lấy nét sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và cái thứ hai là anh em có thể bật một cái chế độ quick mode lấy nét qua live view ở trong máy, thì sẽ cho anh em cái khả năng lấy nét qua cái màn hình live view này nó nhanh hơn. Và một cái điểm thứ hai đó là cái nếu như anh em nào mà quan tâm đến việc quay video thì cái combo 6D kèm 50 STM này mặc dù là có chế độ quay, thế nhưng mà nó hỗ trợ không được tốt cho lắm. Nếu anh em nào mà muốn tìm kiếm một dòng máy mà hỗ trợ vừa chụp chân dung tốt lại vừa quay vlog được thật là xuất sắc ấy, thì có thể là chiếc Canon 6D này nó sẽ không thực sự phù hợp trong cái việc dùng để quay vlog cho lắm, nên đấy là một điều nữa anh em phải lưu ý. Còn ngoài ra những cái điều này thôi thì còn về cái khả năng chụp chân dung thì mình nghĩ là với cái giá thành rất là phải chăng, rất là hấp dẫn này, thì cái combo Canon 6D kèm với 50 STM là một trong những combo thực sự là có giá thành rất hấp dẫn và đáng đồng tiền bát gạo trên thị trường tại thời điểm hiện tại. Đặc biệt là trong tháng 5 này, nếu anh em mà muốn sắm cái combo Canon 6D kèm với 50mm f1.8 STM tại Máy Ảnh Cũ Hà Nội thì bên mình đang có một cái chương trình trợ giá rất là sâu. Nếu anh em mua chiếc 50 STM hàng mới new đập hộp kèm với 6D, cụ thể là giá thành cho một chiếc 50 STM này sẽ chỉ còn là 2 triệu thôi, giá rất hấp dẫn. Nếu anh em nào mà quan tâm đến chi tiết của cái chương trình ưu đãi này và muốn biết thêm thông tin chi tiết kèm với ưu đãi của combo 6D kèm 50 STM thì hãy để lại bình luận bên dưới phần comment, hoặc là truy cập vào đường link trong phần mô tả để đến fanpage của Máy Ảnh Cũ Hà Nội chúng mình, để đội ngũ tư vấn viên sẽ hỗ trợ anh em trong phần tư vấn chuyên sâu nha. Nếu anh em nào cảm thấy video hữu ích, đừng quên like và đăng ký, và hoặc là để lại tên những sản phẩm anh em quan tâm để bên mình lại làm thêm cái video rất hữu ích như này nha. Ok, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của Máy Ảnh Cũ Hà Nội. Mình là Hoàng Sơn.